Chào mừng các bạn đã ghé xem video của mình nha. Trận chiến đấu hả? Của đấu trường chân lý. Khi mà mình đã dùng kích hoạt đội khổng lồ và thần thoại trong trận đấu thì mình đã là người rất là khỏe. Hình như đội khổng lồ và đội thần thoại của mình đã kích hoạt được và đã đang đứng rất vững ở trên bảng xếp hạng. Trong đi thi đấu các đối thủ ấy như đã lát tương rồi. Mọi hôm mình đã toàn chọn thần thoại không để kích hoạt cho đội của mình thì đã đánh không thấy hiệu quả. Nhưng nay mình kết hợp chơi quả toan khổng lồ, xong sau khi kích hoạt bốn khổng lồ thì đã hút đam rất tốt. Phải nói là đội khổng lồ lành chịu đam khá là ổn. Mình hình như đang áp đảo các đối thủ ở trên. Lại thêm một đối thủ nữa đã bị loại. Mình đã xây dựng một đội quân thần thoại. Phải nói là bốn con khổng lồ hướng đáp tốt thật. Không biết tí đang gặp mấy bạn kia thế nào đây. Wow, đang giết hay quá. Mình tận dụng tăng cấp cho của mình cao hơn để mình lại thế hơn một con tiêu. Khi mà các bạn kia vẫn còn cấp bảy. Bạn hạ thứ hai đã hình như đã ra thăng tướng rồi. Họ đã lên tướng 3 sao. Trong khi đó mình vẫn toàn tướng 2 sao rồi, chưa có con nào 3 sao cả. Không biết sự kết hợp giữa thần thoại và khổng lồ có làm nên chiến tích gì không đây. Nhưng mà số điểm của mình vẫn đang là đứng đầu tiên. Nhô, mình đã cho thêm một đấu sĩ nữa vào. Đây rồi, hay quá, được cái găng tay đạo tặc. Găng tay này vào thì lại ngon. Một găng tay là thêm 2 skin luôn. Thêm một con đấu sĩ để gánh đam. Kích hoạt được dòng ẩn của cái đấu sĩ này.
mẫu hệ thêm châu ra thì không biết là ăn được tiếng 3 sao của mấy bạn này không. Ui dồi, đại quân khổng lồ của mình. Quá châu. Ai à. Ha ha, mình đã tận dụng ăn cấp nên never chín. Này này, mấy bạn này vẫn never tấp. Diệt một ông nữa. Tiêu diệt một. Mãi thêm một đối thủ. À, hai đối thủ này vẫn còn never 7 này. Hao kia còn một điểm chắc là sẽ bị loại nữa thôi. Trận đấu này là dành cho hai người. Mình vẫn đang là người chiếm ưu thế nhất. Con khủng long của mình vẫn chia hè nhỏ và vẫn rất là to. À, trận này không gặp đối thủ nào ạ. Đây rồi, bắt đầu ghép trận rồi. Úi dù ôi, bạn này tự nhiên máu trâu thế nhỉ. Đội quân của họ tự nhiên máu trâu quá, không biết ăn được không đây. À, chết rồi. Cố lên anh em. Ui giời ơi, cố lên. Ui chết không. Thua. Chắc trận này thua được nhỉ. Trận này thua ngớ ngẩn quá. Để drop cái véo tay của mình. Chắc là kích hoạt được dòng không ok. Cho nên là trận này thua. Thường đích nhỏ nên mấy con 3 sao hay sao. Bắn khỏe quá. À, một đối thủ nữa đã loại con hai. Cuộc chơi này dành cho hai người đây. Ui đã, mình được một cái găng tay nữa này. À, mình thay đổi tướng. Dọn con trả thuật kích hoạt với dòng này lên. Xem có khá khá bớt không. Ui, đội quân họ tự nhiên máu trông thích nhỉ. Đập đi anh em. Ui rồi ôi, được rồi, mình vừa thay thêm một con xạ thuật sư vào. Đội quân của mình tăng thêm, chịu đòn thêm 45%. Ấy là sát thương là nào khỏe hơn đấy. Dình lấy thêm cái găng tay. Ui, định lấy cái găng tay mà ông bà kia lấy mất rồi. Móng vuốt. Ừ rồi, được cái móng vuốt này cũng được ấy. Cho vào con đá bay. Ui rồi, không ra con cam à. Ừ rồi ơi. Đi xếp để lấy con từng cam mà. Cố up lên 2 sao là ngon lắm ngay. Xui thế, không ra con cam mà. Cho ra con cam đi để up 2 sao. Úi giời. À, ổ kia không chịu tao cấp à. Định tao sao không à. Cố lên anh em.
Úi trời ơi, em chết rồi. Cố lên. Úi trời ơi, thua rồi, thua mất rồi. Đây rồi, tướng cá mới rồi. Hay quá. Quyết liệt phết nhỉ. Đối thủ kinh đấy. Trận đấu hành ác đấy nhỉ. Càng lo đây. Nhưng bên địch họ có 2-3 con sạc 3 sao ấy sao. Khỏe lắm. Máu trâu hơn rất nhiều. Bên mình máu ít quá. Cố lên các bạn ơi. Nào. Đội quân em không ăn được à? Ui trời ơi, cố lên. Kìa, đập đi. Ui trời ơi. Họ bắn đau thế nhỉ? Chết rồi. Lại thua trận đấy rồi. Chết rồi. Thua mấy trận đi tiếp cay thế nhỉ? Phải thay đổi thôi, thay đổi chiến thuật. Với nọ 2 cấp mà lại không làm gì được à? Đây rồi. Đây rồi, lấy cái đao viện này cho con bắn nào. Tăng đam. Đây, quả khổng lồ này. Ai, mình thay con huyền thoại em vào. Thần thoại em vào em xem. Con tử ca này vào chắc là có hiệu quả hơn đấy. Hay quá, được một con cam nữa. Hay quá, là cam liên tục. Úi dồi ôi. Số gặp may nhỉ, gặp may quý trận. Úi, đây rồi. Lên tiểu cam ai sao. Úi dồi ôi, nhanh. Tướng cam hay sao. Úi dồi ôi. À, hay quá. Lần này mình có con từ cam hay sao này, có khả năng là xí ngon lắm lên đây. Cam phết nhỉ. Ui, hay, có vật khổng lồ lên rồi. Đây rồi, mãi mình lâm được con này lên hay sao? Ui trời ơi. Phát này thì không biết thế nào đây. À, trận đấu này quyết định đây. Cố lên các bạn. Đập đi. Kìa. Cố lên anh em ơi. Vui rồi ôi. Đắp. Hay quá. Tia. Ui. Hay quá. May lần kịp hai sao. Chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Bye anh em. Thank you anh em nhiều. Không ngờ mày làm tịp hai sao để chiến thắng trận đấu này. Không ngờ luôn.